Xin chào tất cả các bạn, mình là Quy đây. Thì hôm nay nhân dịp trời mưa tầm tã thì cô bé áo hồng, tóc hồng và nón hồng này sẽ đi decor căn nhà container này nha. À không, mà sẽ decor một cái mô hình mini trong căn nhà này thôi nha. Và mô hình đó sẽ là một cái shop bán hoa nè. Mình sẽ xây đa số là bằng những cái viên Lego. Mọi người cùng đón xem nha.
Ta-da, cuối cùng thì cũng xong rồi. Bây giờ mình sẽ dẫn mọi người đi review nha. Thì đây là toàn cảnh cái shop hoa này của mình nè. Ngôi nhà này thì sẽ chiếm khoảng 300 slot nha. Và trước khi mà đi vào cái cửa tiệm hoa này thì phía bên đây sẽ có một cái khu đất trống để mọi người có thể đậu xe máy hoặc là xe đạp của mình nè. Bây giờ mình sẽ vào bên trong tiệm cho mọi người xem nha. Thì trước tiên ở ngoài đây sẽ có một cái khoảng khu vườn nè. Ở đây thì có trồng rất là nhiều loại hoa. Đây là hoa cẩm tú cầu nè, có màu xanh, màu trắng và màu tím ha. Phía bên đây có một cái bồn nước cũng được trang trí bằng hoa cẩm tú cầu luôn. Còn đây sẽ là một hàng chậu hoa loa kỳ. Và phía bên đây thì mình cũng có trồng thêm là hoa tulip nè. Mấy hoa này nhìn rất là đẹp luôn ha, quá trời màu sắc luôn. Ở phía trên thì có mấy cái cây, cái này là chậu chiêu mây mà nhìn nó giống cái cây chậu bà. Và phía bên này thì sẽ có các loại cây như là cái này là cái mấy cái chậu chiêu tường mà tôi cũng không biết là cây gì nữa. Dưới đây thì sẽ có là hoa tulip, phía trên sẽ là hoa dại vàng, kế bên là hoa cẩm tú cầu, và kế bên nữa sẽ là cây thường xuân hả? À, chậu hoa trạng nguyên. Còn ở phía dãy trên sẽ là những cái chậu sen đá nha. Và ở phía bên này thì mình còn có một cái vòng hoa cẩm tú cầu, cũng như là cái chậu hoa gì đó thì tôi cũng không biết luôn. Nhưng mà ở đây thì có thể mở đèn lên được ha mọi người. Và phía trong này sẽ có là một cái bàn gọi là quầy lễ tân.
Và phía bên đây sẽ là chỗ để ngồi tư vấn cho khách nè. Kiểu là khách trò trong tiệc của khách cần những loại hoa gì để bên tôi có thể đặt mà trang trí nè. Về phía bên đây cũng sẽ có chung một vài chậu cây như là hoa hướng dương, rong biển, hoa anh đào. Ở phía bên đây thì còn hơi trống á, mọi người có thể đặt thêm vào đó là những cái bằng khen á. À, khoe với mọi người là tôi trong cái cuộc thi mở tiệc mà để cho mọi người xem vừa rồi á, thì mình được top 2 nè. Không tìm thấy mấy cái bằng khen đâu hết trơn á, mọi người muốn trang trí cái gì góc đó thì mọi người trang trí nha. Để mình dời hai cái cây này cho mọi người xem toàn cảnh căn nhà nha. Và đó cũng là tổng quan căn nhà hôm nay mà mình muốn hướng dẫn cho mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem, hẹn gặp mọi người ở clip sau. Bye bye, love you, love you.